Công ty Đông Nguyên xin kính chào quý khách. Sau đây là motor điện giảm tốc 3 pha. Đây là giảm tốc chân đế. Và đây là mặt bít. Và đây là đầu của giảm tốc. Khi chưa lắp motor vào, đây là motor giảm tốc cốt âm và đây là cốt dương. Và đây là motor giảm tốc một pha. Đây là bảng thông số của motor giảm tốc một pha. Đây là kilowatt. Còn đây là tần số. Còn đây là ampe điện mức. Còn đây là kết cấu bên trong hộp giảm tốc.